Tôi chia tay bạn trai trong lúc mang bầu do anh ta không chịu cưới sau thời gian sống thử. Độc giả Lê Hằng, tôi làm giấy khai sinh cho bé theo họ mẹ, đăng ký hộ khẩu tại nhà bố mẹ tôi. Tuần qua, bạn trai cũ đến nhà đòi mang đứa trẻ đi nhưng tôi không đồng ý. Giờ tôi có thể tố cáo anh ta về tội bắt cóc trẻ em không? Luật sư trả lời sống thử và có con chung, như vậy có thể xác định hai bạn chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Trường hợp này, pháp luật không công nhận là mối quan hệ vợ chồng, điều 14 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên, nếu có con chung, quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con điều 15 luật hôn nhân gia đình. Như vậy, đứa bé sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của bạn và cha đứa bé. Dù hai bạn không đăng ký kết hôn và con mang họ mẹ, hai bên cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng với nhau. Bạn đang thực hiện quyền nuôi dưỡng chăm sóc con, mà bạn trai cũ cùng gia đình đến mang cháu đi thì đây là hành vi trái pháp luật. Hành động của bạn trai cũ và nhà anh ta mang đứa trẻ đi không thỏa mãn dấu hiệu của tội bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, bạn cũng không thể ngăn cản được việc bố đứa bé đến gặp và thăm con nếu bạn xác định đó là bố đứa trẻ. Khi bạn không thừa nhận và người bạn trai chưa thực hiện các thủ tục pháp lý tại tòa án xác định quan hệ cha con, anh ta không có cơ sở để thăm nom, gặp gỡ đứa trẻ. Bạn có quyền trình báo cơ quan công an nơi xảy ra sự việc bắt con bạn đi hoặc nơi đang giữ đứa trẻ, bởi bạn là người có quyền hợp pháp nuôi dưỡng, còn bạn trai không có gì chứng minh là cha đứa trẻ. Trường hợp xảy ra tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con, nếu con dưới 36 tháng tuổi, theo nguyên tắc quyền nuôi dưỡng thuộc về người mẹ. Luật sư Quách Thành Lực, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LSX Les Block S,